Đại tiệc buffet và tour với đầy đủ các dòng máy hot bán chạy nhất thị trường hiện nay. Hi, chào mọi người, lại là Thăm và Tu đây. Đại tiệc hôm nay có các món như và Tu Signature S nè, iStar, Contemplation West, Atabi X2017, Asante, Asante X, đủ các loại máy từ tầm trung cho đến xa xỉ, có cả những cây hàng trưng bày chưa qua sử dụng đẹp ken siêu hiếm. Chẳng hạn như cây này là Asante Silver, cây này là hàng trưng bày như mới luôn nha mọi người, chân sạc còn trắng nè, đẹp. Máy này line new và chưa nghe gọi. Ngoại trừ mất bóc ra thì chức năng cây này còn đầy đủ. Cây này là Vertu Contemplation A-Star. Bản Turismo này rất hiếm, lại còn new, đẹp ken. Cây này new 100% nha mọi người. Cây này nguyên zin nguyên bản, còn rất là đẹp. Full box đầy đủ phụ kiện. Hôm sau mình sẽ làm một chiếc clip chi tiết về cây máy này cho anh em cùng tham khảo nha. Cây này chưa nghe gọi, Lifetime 00. Đẹp nét căng luôn. Lại thêm một cây máy bản Silver. Đây là Vertu Contemplation West Silver. Cái này là hàng trưng bày như mới, đẹp ken luôn. Giống như hai cây kia, cũng là hàng chưa qua sử dụng, chưa nghe gọi, Lifetime 00. Cái này rất là đẹp. Những cây máy như thế này á, anh em có thể mua sưu tầm hoặc là biếu tặng, hoặc là những cái bản nguyên zin mà hiếm trên thị trường như cây Vertu West Ferrari này, là phiên bản đặc biệt được thiết kế dành cho các khách hàng đam mê dòng siêu xe, điển hình là thương hiệu Ferrari. Như phần da dưới đuôi máy này khắc chữ Ferrari rất là rõ. Và bản Contemplation A-Star Bubble này là phím Sapphire, cũng là một bản đặc biệt hiếm gặp trên thị trường. Cây này nguyên zin tất cả, kể cả da và kim được đính trên màn hình phụ này là kim cương zin hãng. Những bản hiếm hàng lại nguyên zin như này có giá trị sưu tầm rất là cao vì ít đụng hàng. Phím của cây máy này được làm từ đá sapphire, một loại đá rất là chắc, được sơn màu xám silver. Toàn những vật liệu đắt tiền như da cá sấu, kim cương, sapphire được làm trên cây máy này. Bởi vậy mẫu máy này hiếm hàng là lẽ đương nhiên. Hôm nay Thăm và Tu đang sẵn rất là nhiều máy và Tu Signature S, từ những bản thông dụng đến vàng nguyên khối. Đặc biệt là chiếc Road Gold Ferrari vàng khối chế tác này được chế tác công phu với những đường nét điêu khắc phối màu và được lấy cảm hứng từ siêu xe Ferrari. Mình sẽ làm thêm một video chi tiết về cái máy này, anh em đón xem kênh của mình nha. Tiếp theo là một bản Classic được bán nhiều nhất trong tất cả các mẫu và tù S. Đây là bản S thép da đen. Cây này new 99%, nguyên zin, máy còn rất là đẹp. Cây này full box, trùng in may, đầy đủ phụ kiện, giá trên 90 triệu. Và bản như thế này mình cũng có máy trần giá trên 60 triệu nữa. Một bản S khác cũng được ưa chuộng không kém, đó là bản Cloud Paris. Cây này là bản được sử dụng nhiều đá sapphire nhất trong các bản. Tình trạng cây này còn new 99% nguyên zin. Và rất nhiều bản vàng khối ở đây, từ vàng zin hãng đến chế tác bên mình đều có, giá loanh quanh từ 160 trở lên. Trên tay mình là bản S Yellow Gold Diamond zin hãng, hàng hiếm đó anh em. Và thêm một cây vàng hãng màu Yellow Gold, lưng gớm. Cây này thì còn 98% nguyên zin tất cả. Còn đây là mẫu chế tác Road Gold Ceramic, mẫu bán chạy nhất trong các mẫu vàng khối nha anh em. Thân máy hơn 2 lượng vàng, cũng là bản Road Gold Ceramic, nhưng bản này điểm thêm chi tiết là viền kim ở gớm logo và phím 4 chiều là một viên kim 3 ly 4 cho anh em nào thích kim. Thân máy được chế tác hơn 3,3 lượng vàng, nhiều hơn những bản vừa rồi mình giới thiệu. Lý do bởi thay vì nắp lưng là chất liệu da hoặc là lưng gớm, thì bản Cloud Paris này nguyên cái phần nắp lưng là hoàn toàn là vàng, nên trọng lượng của cái máy này cầm nặng tay hơn nha anh em. Ngoài ra cũng còn rất là nhiều bản S như thép điểm vàng, full đen điểm vàng, silver và đủ những màu thép lưng da lưng gớm khác. Đợt này giá máy trên thị trường cực kỳ tốt, nên bên mình cũng nhập được một lô những máy tầm trung để phục vụ anh em cũng có đam mê dòng điện thoại xa xỉ này. Dòng X2017 là dòng cảm ứng nằm ở phân khúc thấp của Vertu, nhưng vẫn xài ổn định và đầy đủ chức năng. Mình còn màu đen và màu trắng. Dòng Vertu Accent X nổi bật với bộ nhớ 32GB, nhỏ gọn, cầm chắc tay và bộ vỏ được làm từ titanium cực kỳ bền. Bản da đỏ này là máy new 99% nguyên zin, chức năng còn đầy đủ. Giá của cây này hơn 20 triệu một xíu. Bản Accent X da đen này new 98% nguyên zin, giá của cây này thì chưa tới 20 triệu, chức năng còn đầy đủ luôn nha anh em. Lạ mắt và ít đụng hàng với bản da cam nổi bật, thân máy được khắc họa tiết ô vuông, máy nguyên zin còn rất là đẹp. Phần da trên này được thay bằng chất liệu là cao su, phía trước những chữ số được sơn màu cam cùng tông với lại da mặt sau. Một số mẫu máy nắp gập Contemplation A-Star thông dụng như bản máy da cá sấu, phím gốm ceramic hay là bản thép da đen, phím bên trong cây máy này là phím thép, giá chỉ trên 20 triệu một tí. Vertu Accent Ferrari, bản phối da vàng đen, cây này cũng nhiều anh em quan tâm hỏi mình. Giá đợt này tốt hơn nhiều, cây này nguyên zin tất cả, new 98% nha anh em. Vertu Accent da đỏ thì mình có một cái bản color khắc ô vuông và bản classic, toàn bộ đều là nguyên zin, new 99%. Giá của những bản này đợt này rất là tốt, nên anh em quan tâm thì cứ inbox mình nha.
Và đây là một chiếc contemplation web màu hồng rất là dễ thương cho các chị em. Bàn phím và da bọc trên thân máy màu hồng phấn rất là dễ thương nè. Và cuối cùng là một cây Vato Atabi, bản thép da màu nâu caramel. Cây này full box, trùng inmay đầy đủ phụ kiện. Máy nguyên zin, tổng thể máy còn rất là đẹp nha mọi người, đẹp keng luôn, không hề có một chút cấn trầy nào cả. Kể cả da cũng còn rất là mới. Máy cầm nặng, chắc tay, bản này xài rất là ổn định nha mọi người. Hiện tại mình đang sẵn một chiếc Super Mariner size 40 cho nam. Đây là mẫu đồng hồ thể thao rất là trẻ trung và năng động. Giá của chiếc này chưa tới 300 triệu. Và một chiếc Datchet đờ mi vàng hồng size 31, mặt trải tia hồng cho các chị em size tay từ 15cm trở lên đeo là được. Và bên mình cũng có nhận order những mẫu đồng hồ chính hãng new hoặc là đã qua sử dụng. Video hôm nay mình làm tới đây thôi, anh em ưng cái máy nào ở đây thì cứ inbox, mình sẽ tư vấn chi tiết và báo giá cho anh em nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình. Bye.